Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 3 tháng 3, giá lợn đồng loạt đứng yên trên cả nước. Hiện tại thì mức giá cao nhất theo ghi nhận là 78.000 đồng 1 kg ở khu vực phía Nam và thấp nhất là 74.000 đồng 1 kg ở miền Trung và Tây Nguyên. Cụ thể, tại miền Bắc không ghi nhận giá mới sau khi đã giảm vào hôm qua. Hiện tại dẫn đầu là 3 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên và Thái Bình dẫn đầu khu vực với mức 77.000 đồng 1 kg. Các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang tiếp tục giao dịch tại mốc 75.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi đồng loạt đi ngang hôm nay, ngưỡng giao dịch cao nhất là 77.000 đồng 1 kg tại Lâm Đồng và Ninh Thuận. Các địa phương khác duy trì thu mua với giá khoảng 74-76.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, mức thu mua lợn hơi trung bình trên toàn khu vực là 76-78.000 đồng 1 kg. Tiếp tục chương trình sẽ là thông tin thị trường các mặt hàng nông sản ngày hôm nay. Ngày hôm nay, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi xuống ở các vùng trồng trọng điểm. Cụ thể, tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Thành phố Hồ Chí Minh, giá ghi nhận từ 32.100 đến 34.100 đồng 1 kg. Riêng tại Gia Lai, sau khi giảm 100 đến 200 đồng 1 kg, mức thu mua trung bình toàn tỉnh hiện là 32.600 đồng 1 kg. Đối với mặt hàng hồ tiêu, sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg vào ngày hôm qua, thì giá tiêu hôm nay không có sự biến động. Hiện tại, mốc giao dịch thấp nhất là 54.500 đồng 1 kg tại tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn duy trì thu mua tại ngưỡng cao nhất là 56.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan tháng 1 năm 2021 có giá trị tăng trưởng trên 200% so với tháng 1 năm 2020, trong đó hóa chất tăng 413%. Sản phẩm từ cao su tăng 275%, sản phẩm từ sắt thép tăng 210%. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2021, Việt Nam xuất siêu sang Hà Lan gần 664,3 triệu đô la. Cụ thể, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trên 710,6 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu gần 46,4 triệu đô la, tăng 11%. Kim ngạch xuất khẩu lớn gấp 15 lần so với nhập khẩu. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo 5% tấm của Việt Nam có giá chào 518 đến 522 đô la Mỹ một tấn, tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với ngày hôm qua. Đây là mức giá cao hơn so với gạo Thái Lan, bởi giá gạo 5% tấm của nước này đang có giá từ 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn. Giá các loại gạo khác hiện cũng đang giữ mức cao, cụ thể gạo 25% tấm có giá 493 đến 497 đô la Mỹ một tấn. Jasmine dao động từ 563 đến 567 đô la Mỹ một tấn. Gạo 100% tấm có giá từ 438 đô la Mỹ đến 442 đô la Mỹ một tấn. Thưa quý vị, dù đã gần cuối vụ nhưng sản lượng cam sành ở tỉnh Hà Giang chưa được thu hái vẫn còn khá lớn. Cam chín đỏ vườn và không được thu hái dẫn đến tình trạng là cam rụng nhiều, khiến nhiều hộ dân thua lỗ, đứng trước nguy cơ không có vốn để tái đầu tư cho vụ sau. Tỉnh Hà Giang có 8.500 hecta cam, trong đó hơn 7.000 hecta cam sành với sản lượng ước 60.000 tấn. Vụ cam sành kéo dài từ tháng 11 đến cuối tháng 2 âm lịch, trong đó chín rộ vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Đến thời điểm hiện tại, dù đã gần cuối vụ nhưng tỉnh Hà Giang mới thu hái và tiêu thụ khoảng 30.000 tấn, chiếm khoảng 50% tổng sản lượng cam của toàn tỉnh. Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, số lượng cam rụng ước khoảng gần 3.500 tấn, chiếm gần 6% tổng sản lượng cam toàn tỉnh. Hiện nay cam sành không chỉ có sản lượng lớn ở Hà Giang mà còn có cả ở Tuyên Quang nên cung đã vượt cầu, do đó dẫn đến tiêu thụ chậm, giá bán thấp. Trong khi đó, đặc điểm của cây cam sành là thời vụ ngắn, thời gian lưu quả trên cây nhanh nên khi chậm tiêu thụ dẫn đến rụng quả. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin về các hoạt động nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Bến Tre, người nông dân trồng dừa đang đứng ngồi không yên vì sâu đầu đen. Đây là loại sâu ngoại lai lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, chưa có thuốc phòng trừ. Hiện loại sâu này đang gây thiệt hại nặng cho hơn 60 hecta dừa của tỉnh Bến Tre. Những con sâu đầu đen khiến cho cây dừa bị khô lá và chết. Để tiêu diệt chúng, nông dân buộc phải dùng đến thuốc hóa học. Trong bối cảnh tỉnh Bến Tre đang mở rộng diện tích trồng dừa hữu cơ, việc dùng thuốc hóa học này ảnh hưởng tới sản lượng và chất lượng của quả dừa. Đối với vườn dừa phải xịt như thế nào? Thuốc cái gì để mà nó ít ảnh hưởng tới môi trường, nó không ảnh hưởng tới con người, và đặc biệt là phải bảo quản được cái thương hiệu dừa hữu cơ, chứ mà dừa xịt tùm lum hết trơn nó mốt bán cho ai. Nó thì cái này là cái rất là khó.
Để vừa kiểm soát loài sâu đầu đen vừa không ảnh hưởng tới chất lượng vườn dừa, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã phối hợp với một số đơn vị nghiên cứu để quản lý sâu đầu đen hại dừa, tránh bùng phát thành dịch. Trung tâm phía Nam thì cũng xin ý kiến của Cục Bảo vệ thực vật để mà mình xin để mình thực hiện một cái nghiên cứu về các cái đặc điểm hình thái cũng như là cái cách gây hại của cái con sâu này và điều tra cái thành phần thiên địch mà chúng tôi hướng tới cái biện pháp mà phòng trừ sinh học á. Trong lúc chờ kết quả nghiên cứu chính thức để đưa ra giải pháp để trừ sâu đậu đen hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre cũng triển khai nhiều giải pháp, trong đó khuyến cáo hướng dẫn người dân áp dụng một số cách xử lý tạm thời như phun thuốc sinh học, chặt bỏ tàu lá dừa, cây dừa bị sâu bệnh. Quan trọng nhất là cái khâu mà chúng ta giật tàu lá dừa bị con sâu tấn công, chúng ta tiêu hủy đi để mà chúng ta dập đi cái nguồn sâu mà nó có thể lây lan những dừa khác. Với tốc độ lây lan nhanh của loài sâu đầu đen, nhằm kiểm soát mức gây hại ít nhất có thể, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam đã gửi thông báo tới các tỉnh có trồng dừa để theo dõi loại sâu này một cách sát sao nhất. Thưa quý vị, hiện nay thì giá thịt lợn trong nước vẫn ở mức cao và để trục lợi thì nhiều doanh nghiệp đã tìm đủ mọi cách để có thể đưa lợn sống từ Thái Lan vào một cách rất là nhanh, bỏ qua công tác kiểm dịch gây mất an toàn thực phẩm và nguy cơ dịch bệnh tăng cao. Mới đây thì cơ quan chức năng đã xử phạt 4 doanh nghiệp vì hành vi này. 4 doanh nghiệp bị xử phạt bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hiệp Hoàng Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Triều TNB, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên LB Phú Trọng, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Đại Phong. Cả 4 doanh nghiệp này đều bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch không đúng số lượng động vật đã được chấp thuận theo hồ sơ kiểm dịch. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan đối với 4 doanh nghiệp này trong thời gian chờ kiểm tra và xác minh. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra các sai phạm, thiếu trách nhiệm để mất hơn 22.000 ha rừng, đất rừng xảy ra ở 4 công ty lâm nghiệp tại huyện Ea Súp. Theo kết quả xác minh ban đầu từ năm 2006 cho tới năm 2016 tại 4 công ty gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Cơm Lan, Công ty rừng xanh, Công ty Ea Lốp và Công ty Ea Mơ đã có dấu hiệu trong việc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại hơn 22.000 ha rừng. Trong đó Công ty Cơm Lan để mất hơn 10.500 ha, Công ty rừng xanh để lấn chiếm, xâm canh trái phép hơn 2.270 ha. Theo cơ quan công an, đây là những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng nhưng chưa được xử lý dứt điểm và chưa ai chịu trách nhiệm. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thu thập tài liệu chứng cứ để điều tra, xử lý những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Chương trình xin được bắt đầu với những thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, là tại Bình Định, từ cuối tháng 2 cho tới nay thì trên vùng biển gần bờ xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn của Bình Định xuất hiện nhiều cá cơm mang lại nguồn thu nhập khá cho ngư dân nơi đây. Khoảng 3 đến 4 giờ sáng hàng ngày, các tàu thuyền xuất phát ra khơi chừng 1 đến 3 hải lý thì buông lưới. Nếu chúng luồng cá, một thuyền có thể thu về 20 đến 50 két cá cơm than 10 kg một két. Còn với tàu đánh bắt cá cơm mồm, loại cá xuất khẩu, thu được 3 đến 5 két là các tàu thu lưới về để bán cá trong buổi sáng. Hiện cá cơm than có giá bán khoảng 30.000 đồng một kg và cá cơm mồm có giá 60.000 đến 70.000 đồng một kg. Mỗi chuyến ra khơi đánh bắt cá cơm, mỗi tàu có thể thu từ 2 đến 15 triệu đồng tùy loại cá.